Tại sao như vậy? Tại vì nãy vừa bước lên cầu thang thấy có thằng homeless trời lạnh mà ngồi trong góc đó, nó xúc động. Cái mình nhớ hồi xưa mình cũng vậy. Bữa nào trời nắng thì hụt bớt xúc động nha. Trời mưa mà thấy homeless thì hụt chịu không có nổi. Mà vòng vòng cái khu của mình quá trời homeless luôn, cũng đi sao cứu hết tụi nó. Cái gì là Phật? Bởi vì mình mua ở này là 600 mấy chục nghìn, chỗ mình đang ngồi. Hai căn ở dưới đó, mình đang làm nhà kho đó, là nó có cái ống ga để làm nhà hàng. Thì xưa mua bỏ vô gần 2 triệu mua 3 căn giống gì. Mà trên này nó không có cái ống ga để nấu đồ ăn. Căn ở dưới 145, 150 của mình á, là hộ chuẩn bị để làm cái nhà hàng free, nấu đồ ăn free. Cái đám mà SOE đây nè, HOA là ba quản lý khu á, nó nghe anh chị sắp sửa mở nhà hàng cho free, cho free mấy cần chó xanh, tức là ăn thoải mái. Tại vì bộ thấy mấy cần chó xanh nó là với mễ, nó làm ngày có 100 bạn, mà nó đi ăn một ngày đâu là nhiêu 50 rồi, nó chỉ còn ở 50 à. Hộ hết cũng tội nghiệp, tại vì mướn nhiều tụi nó, mình biết. Cái mình tính làm free vậy đâu có nhiêu tiền nhất ra với mình đâu. Hãng mua gạo với mua ba cái đồ ăn ở trong chợ về là ba bốn người nấu là đã rồi, đúng không? Thì đến cho cần cắt xanh rồi đồng thời cho homeless, tại nó có khoảng cả 5-10 nghìn người homeless, trong đó người Việt Nam mình cả 1.000 người á. Trời cho đi xuống vòng vòng center, cho đi hoài chả hoài. Tôi đâu có sợ tụi nó đâu, hồi xưa mình là giống nó, mình mất mới mình sợ. Chỉ có một cái nó hút, nó chích nhiều quá. Mà cái đường center nè, cái khu Happy Hồ với center là người Việt Nam không, mà nó có nguyên cái làng luôn. Trong đó nó cũng đủ hết trơn, rồi cái khu trên này nể. Thì mình tính là mở hai cái unit đó là free. Cái thằng me chớ đây nó nghe free, cái với mấy chủ tiệm cho tư lập từ khởi 99 rồi nè, Grand Century Mall. Ôi cái chuyện mà mẫu free cái tôi bán ế. Cái nó nói là ở trong này không có được free à. Cái người ác nó vậy á. Họ chỉ là biết phần của họ thôi. Còn mình mua trong này chưa bao giờ. Hồi xưa nó nghĩ là được mua ba cái này gần 2 triệu để mà làm ăn rồi không. Tôi thề trên đời chưa bao giờ tôi nghĩ lấy tiền của người của tôi. Chưa bao giờ nghĩ lấy tiền của người Việt Nam á. Nó hiểu không? Mình vô đây, tại sao mình không đi mua một cái building khác để mình làm chỗ này? Mình phải vô đây là vì trong cái khu này gần 20 mấy năm sập sệ, chuột nhiều quá, ma quỷ trong này nhiều quá. Ngày đầu tiên bắt đầu bỏ tiền vô mua là thôi phải coi trước, hỏi mẹ, hỏi thổ địa, hỏi mấy anh chị cai quản đây nè. Nói là cái này á, là cái những cái người lãnh đạo ở đây á là cái tâm không có tốt. Cho nên ngày về đây ngày độ họ đi, rồi từ từ người Việt của cái vùng này á, họ mới thấy, rồi từ từ đời này qua những cái thế hệ sau họ sáng ra, rồi tránh để cha với mẹ ở phía bên này, để tránh cho cái khu nó thịnh lên. Tại vì chỗ nào có cha mẹ ma quỷ nó cũng lại nha. Thay vì một là nó vô đây, vô khu Việt Nam, Việt Mỹ Thao nó lại cha mẹ, hay là nó quậy mấy cái nhà hàng nát hết. Quậy nhà hàng tức là nó vô nó phá nhà hàng cho ế á, ăn được nó phá đúng không? Nhưng mà có cha mẹ ở trong khu này thì là tụi nó hiền lại bớt. Nó có nhiều ý nghĩa mà mình làm cái này đó. Thì có nhiều người nghĩ rồi sao anh ở trên núi đã đi rồi anh xuống đây nữa. Xuống đây để mình độ người Việt Nam mình, cho người Việt Nam mình trong tương lai có cái đồng thu nhập cao. Bây giờ họ nghĩ ở đây 300-400 nghìn người Việt Nam miền Bắc coi đi. Bây giờ ai cũng làm ăn sập sụi hết, cũng phá sản hết, mở tiệm nước thì sập tiệm nước, mở tiệm nail thì sập tiệm tiệm nail, mở tiệm đồ ăn đó thì ế ẩm không ai mua, rồi tế tiền đâu gửi Việt Nam, đúng không? Thì mình khi mà làm cái việc gì ích lợi cho đại đồng á, cái bộ nghĩ xa lắm. Nhưng mà không có, mà những cái người chủ nhà hàng hay chủ trong vòng họ không có nghĩ như vậy. Không, bây giờ họ nghĩ là tôi chỉ biết tiệm tôi bán đắt thôi. Họ không nghĩ là làm sao trong cái khu này lớn. Tôi đề nghị cái thằng manager SOE đây nè, làm hàng rào, chỉ chừa 4 cái đường driveway là cho xe vô thôi. Thì thằng homeless đó, nó là hút xì ke đa số nha, vô nhậu, yếu siêu à. Nó đâu có leo qua được hàng rào, nó có đập kiếm nó không có leo qua được.
nếu nó có chạy nó cũng chạy gần 300-400 feet nó ra được cái driveway thì mình cho mỗi thằng sạch chưa đứng đó. Thì cái khung của mình là đâu có cần để cái bảng là coi chừng đập kiến xe, thấy không? Vậy mà nó không có chịu làm á. Về mặt đời á, con người cũng rất là ác. Thấy họ làm chủ những cái nhà hàng ông dầm, họ không có nghĩ người nghèo. Họ chỉ nghĩ là tháng này họ lợi nhiêu, rồi sau đó đến ngày đến giờ đó họ ra đi á, ví dụ như là tôi quen với ông kia có 6 cái nhà hàng mà lỗi mà nhà không phải như kiểu thằng cơm bánh thiên hương nha, nói thương nó còn ok để nó bán đồ đồ Costco mà portion thôi, rồi nhà hàng giống kiểu dynasty vậy đó, mấy con sống á mà đặt đầu cá nhiều quá, giết cua giết tôm nhiều quá. mấy con cô là đang bò trong đang lội mà thì nhất là đập đầu thì nhức đầu, cho nên cái ông đó ông có 6 nhà hàng rất là lớn, ông cuối cùng bị tự nhiên có một ngày sáng thì mất hết trí nhớ, rồi cái ra khám bác sĩ nói là bị giống như một cái chứng bệnh gì lạ đó. Rồi từ từ cái khờ cũng khùng vậy á. Nhưng mà mình tâm linh mình biết rõ ràng là ông lành hẹn đập đầu cá nhiều, cá nó hẹn quả báo đó. Rồi được hưởng gì cả đời, từ lúc mà Việt Nam vượt biên qua Mỹ mở nhà hàng mở ra đã, rồi giàu có lên, rồi không biết tu, rồi làm một đống tiền, cuối cùng vợ cũng đi cặp bồ với mấy thằng nhí, gia đình cũng tan quan, con thì nhà hàng giàu mà lấy tiền ăn chơi hút sách. Đó là một cuộc sống của người thường là như vậy. Người trẻ chồng thì dĩ nhiên là bị đọa địa ngục rồi, có thể làm lợi mấy con cá thêm mấy chục đời nữa. Còn vợ thì dĩ nhiên cặp thằng này thằng kia bị nó hành hạ, nó lấy tiền đúng không? Con mình đi cặp với mễ với mỹ hen nó hút sách đó. Rồi cũng tan quan rồi cả đám. Một thời gia đình hạnh phúc giàu có làm chủ, cuối cùng đều là bị đọa với bị đầu thai thành thú á. Cái đó là do sự tính toán của khi mang toàn năng ra người, mình phải tính toán. Mình tính cũng giống như mình tính làm ăn vậy, mình tính là mình muốn đi về trời, hay là mình tính mà muốn đi bị bệnh ung thư não, hay là mình tính mình muốn đi, khi mình giàu có mình đi ăn chơi kiếm gợi nhí rồi á, ăn thua lúc mà mình cầm ngồi trên lưng ngựa đó, là mình phải tính mình cưỡi ngựa đi về đâu, và đồng thời mình cũng phải biết có ngày mình xuống chó nữa đó, lên voi thì phải xuống chó chứ, không có ai mà giàu ba họ cũng chẳng ai khó ba đời. Cả quan chức cũng vậy, đâu có ai mà làm nhà quan từ đời ông cố, cái đó là đời ông nội, cái đời cha, đời cháu mà làm ông nội tao hoài đâu, đâu có ai trong cái lịch sử nhân loại chưa có ai mà giàu bỏ họ ai khó ba đời hết. Nhưng phải có một người hy sinh chịu khó, đó là tất cả những đứa con họ thiên trên thế giới hôm nay đã mang họ thiên, thì mình phải hy sinh chịu khó tu tập để mà cho con cháu với dòng họ mình sau này cả trăm người cả nghìn người noi gương của mình. Tại vì chết không có hết, chết còn tiếng nói trở lại nha. Giống như bà Thiên Huệ má của Trịnh đây nè, bà đi về cõi thứ sáu hoặc cứ xuống gặp thăm nó hoài á, từng tới kêu quả xuống rồi bà có nhắn nhủ gì nữa không? Giống như Thiên Ánh cũng vậy đúng không, chết là rất là gần với mình, không có xa. Thì nếu mà lúc mà sống mà không mang hộ thiên, mà không biết tu tập thì làm sao được như vậy? Bây giờ đi làm mất luôn, cũng không biết là đi đầu thai thành, có thể là hiền là đầu thai thành Củ Quyền, mà Củ Quyền là ai? Dĩ nhiên là vô mấy nhà con cháu bên Việt Nam là sống như bệnh bây giờ còn khổ nữa. Nếu mà không có tội á, còn có tội thì thôi đầu thai thành những cái quốc gia khác á. Mình không phải lúc nào mình cũng là quốc gia Việt Nam nha. Mỗi một lần mình tái sanh á, mình đi khắp thế giới,
cái tâm linh mình nó rất là khôn và nó rất là ham thành làm người á. Cho nên ai mà vừa có bầu á là một đống mấy cái dòng hồn mới giành giật với nhau để mà nhảy vô cái bụng à, nó phai với nhau cả ngàn đứa gì đó giành nhau. Lại truyền bằng cái này đã rồi đó. Còn thấy được nhiều cái cảnh không? Còn ba cái ống đó nó dính cho ngắt rồi. Cho nên từ nay làm sao mình làm cái điện thoại này bộ có lý. Lâu lâu mình đổi đổi một chút.